Em xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay em sẽ mang tới cho anh em một chiếc đài sáp ha. Có cái model là GF828ST. Thì đây là trong cái phân khúc cao cấp của hãng sáp, nhưng mà giá thành lại rất là bình dân. Và nếu mà nói về cái độ chất lượng, về âm thanh và cái độ bền thì con này thì nó nằm trong top nha. Tiếng rất là hay và độ bền khá là cao. Máy thì cực nặng luôn. Máy này thì nó được xếp vào cái dạng là nồi đồng cối đá ha, cực kỳ nặng ha. FM108 nè. Về cái kích thước của máy á, thì con này nó sở hữu được một cái ngoại hình khá là vạm vỡ và nặng ký ha. Với cái size ngang của nó là 52 ha, size ngang. Từ bên này qua bên này là 52 phân. Và chiều cao của con này là 32 phân, chưa tính quai. Nếu mình tính luôn quai là nó tới là 37 phân. Rất là cao to. Rất là cao to. Và nó là thuộc cái loại nồi đồng cối đá cho nên nó rất là nặng ha. Một tay anh em xách phải nói là phải lực sĩ nha. Một tay xách cống rống luôn. Phải nói là một tay phải lấy gồng xách cống rống luôn. Đó, với hai anten ha. Thì người ta hay kêu là đài hai râu á, hai anten. Con này thì nó sở hữu 4 đường tiếng ha. Ở đây là lo bát có đường kính là 16 xăng và ở đây là có một cái lo trép ha. Thì hai bên thì nó là 4 cái. Và mặt trước thì nó có hai cái cửa băng, hai cửa băng thì nó sắp xếp ở bên trên nhìn rất là hầm hố ha. Bên này thì cái giải tần radio này thì ở đây nó có một cái đèn, khi mình bật lên đây thì nó sẽ có cái đèn này nó sáng. Và đặc biệt con này nó giải tần full FM, full tần số FM108 ha. Ở này thì nó mình có chỉnh cái chế độ băng đài thì nó hiển thị ở đây ha. Khi mình gạt đó, anh em không cần phải nhìn ở phía sau, nhưng mà mình nhìn ở mặt trước thì mình sẽ thấy rồi AM, FM đó. Và bên này thì cái nấm tuning nữa mình dò. Và cái phía dưới này thì nó gồm những cái chức năng. Ở đây thì là cái chức năng đèn rồi, mình không nói ha. Và cái này thì nó gồm có cassette nè. Đầu tiên là cassette nè, que giữa là radio và gạt que bên phải cuối cùng là LX. Trên này thì cái còn gạt đầu tiên ở đây là chỉnh trép ha. Ở đây là chỉnh bass, ở đây là volume và ở đây là ba lăng. Rồi giới thiệu tới đây luôn thì em sẽ nói cái phần nhược điểm đầu tiên luôn. Thì cái con này á là cái cần ba lăng này lâu ngày rồi cho nên nó không còn áp phê ha. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì tới cái chất âm và hoạt động của máy. Tại vì cái cần ba lăng thì thực ra để mà nói á, thì cái này là cái cân bằng. Khi mình gạt qua bên này thì nó ngắt một loa, gạt qua bên này thì nó ngắt một loa, để ở giữa thì nó cân bằng hai loa. Hiện tại thì con này cái ba lăng nó đã nó không còn áp phê, không còn tác dụng nữa, thì lúc nó phát nhạc ra thì nó sẽ tự động nó con đều hai loa rồi nha. Đó, và bên em đã kiểm tra rồi, cái ba lăng này hiện tại đã hư rồi ha. Hư rồi đó. Cho nên là ba lăng này là vẫn là ba lăng zin, nhưng mà hiện tại nó không áp phê. Và đã kiểm tra rồi thì đã biết nó để hư lâu ngày, nó để mòn than rồi, hiện tại nó không áp phê. Em báo rõ lên anh em luôn nha. Và ở đây là cái nút nguồn ha. Khi mình sử dụng phần radio và phần LX thì mình gạt lên đấy, mình gạt xuống là mình tắt ha. Và khi sử dụng cassette thì không còn, cassette thì mình chỉ cần mình ấn nút thì nó sẽ đóng nhiếp điện và nó cấp điện cho toàn máy. Rồi, đó là cái phần mặt trên. Phần mặt dưới ở đây thì ở đây nó có một cái nắp ha. Khi mình mở ra thì bên trong đây nó gồm có nhiều cái chức năng chỉnh ở trong đây. Nhưng mà ở đây thì anh em chỉ lưu ý giúp em là ở số 1 và số 2. Ở đây là mình chọn chế độ băng ha. Ở đây là cửa số 1 và ở đây là cửa số 2. Tương thích ở đây cửa số 1, cửa số 2. Anh em chỉ lưu ý hai cái này thôi. Và nó quan trọng ở đây là núm nút đầy đủ ha. Núm nút đầy đủ và cái nắp này nó vẫn còn à, thì nó có giá trị ở chỗ đó thôi. Còn thực chất ở bên trong này mình chỉ sử dụng, mình chỉ quan tâm cho em cái số 1 và cái số 2. Và ở dưới này thì nó gồm ba cái gòn gạt. Ở đây thì mình cũng không sử dụng, mình chỉ để cân bằng hết ha. Cái này thì sử dụng cho phần mid rồi à, sử dụng cho phần mid thì anh em có thể gạt về hết bên phía tay trái ha, mình không sử dụng. Còn hai cái ở trên đây thì mình để cân bằng ở giữa.
Và cái cuối cùng này thì này là cái bộ trộn âm thanh thôi chứ không có gì hết. Thì anh em muốn gạt ở đâu cũng được, mình muốn gạt ở hướng nào cũng được hết nha. Rồi đó là tổng thể máy em muốn giới thiệu cho tới tất cả anh em nha. Máy thì ngoại hình còn cũng còn rất là mới và đẹp ha. Núm nút đầy đủ, không có bị móc và không có bị nứt hay bể. Và ở đây là anten zin, anten zin theo máy, anten zin thì mình nhìn rất là chắc chắn. Và ở đây là mặt sau. Mặt sau ở đây thì nó bố trí nó cổng, có cổng LX ha. Khi mình sử dụng line in thì mình sẽ gắn vào đây. Đấy. Anh em lưu ý giúp em là máy bên em bán ra đều là đã tắm rửa vệ sinh rất là sạch sẽ từ bên trong lẫn bên ngoài. Thì con này đầu từ bánh ép đều zin, đầu từ bánh ép đều zin, và những cái cốt cao su và những cái ron cao su ở trong bộ cơ thì trong quá trình dọn thì bên em đã dọn thay lại tất cả những cái phần cao su của nó để cho nó hoạt động ổn định và bền ha, chứ mình không có độ chế ha, bên em vẫn thay lại những cái phần cao su chứ không có độ chế nha, anh em lưu ý giúp. Rồi thì như vậy là em đã giới thiệu sơ chút xíu. Có một cái điểm lưu ý ở đây nữa, thêm một cái nhược điểm nữa. Nãy giờ em nói là cái nhược điểm đầu tiên là cái ba lăng ha, cái nhược điểm thứ hai là ở đây. Thì anh em có thể thấy cái dòng 828 á, là cái nhược điểm lớn nhất của nó thì thường là nó sẽ bị bong cái miếng nhôm này nè. Đây là cái miếng nhôm thứ nhất ha, đây là cái miếng nhôm thứ hai và đây là cái miếng nhôm thứ ba, thì nó hay móc ba miếng nhôm này. Nhưng mà được một cái may mắn là con này và nó còn được hai cái ốp nhôm cửa số 2 và ốp nhôm ở cái mặt giả đài. Đấy. Và ở bên này là cái ốp nhôm này nó đã bị bay đi, cho nên là bên em mới dán lên một cái tem ha, một cái tem. Đấy. Để mình che lại cái phần ốp nhôm. Anh em về không muốn thì mình lột ra, lột ra thì nó là cái miếng mica trong này thôi. Đấy. Và khi anh em mình sẽ tặng cho anh em thêm một cái này, anh em nào thích thì về dán lên cái thứ hai để cho anh nhìn cho nó cân bằng, nó đều. Nhưng mà em thì thường em ít dán tem đó, tại cái này nó bị mất cái ốp nhôm cho nên là mình mới dán cái miếng tem lên đây. Như vậy thôi. Rồi thì em đã giới thiệu sơ qua chút xíu về cái chiếc đài này rồi, thì anh em có thể tham khảo thêm ha, một trong những cái dòng máy rất là đáng chơi. Với cái giá thành cực kỳ bình dân thì anh em mua về có thể là nghe cassette nè, hai cửa băng chạy cực chuẩn và hoàn hảo nè, FM nè, radio FM full tần số 108 nè, bắt sóng cực nét nè, và có đường LX ha. Với giá thành chỉ 1.800.000 ha, 1.800.000, nó chỉ bằng một con radio cỏ thôi ha, nhưng anh em có thể sở hữu được một chiếc đài cassette 3 trong 1, có thể chơi được cassette, nghe được radio full tần số và chơi được LX ha, giá 1.800.000. Đó, anh em quan tâm thì có liên hệ em để em ship hàng cho anh em. Và anh em có thể kết bạn Zalo để em gửi thêm một số hình ảnh ở bên trong máy. Thì trong quá trình dọn, tắm rửa vệ sinh thì em có chụp lại những cái phần bộ cơ nè, phần ruột máy nè, phần loa để cho anh em xem, để biết được cái máy của mình nó còn sạch đẹp đến bao nhiêu phần trăm, đến mức độ nào ha. Rồi bây giờ em mời anh em thưởng thức một đoạn nhạc nha. Em sẽ test phần cassette trước. Thì em sẽ test qua cái cuốn băng này. Băng này thì nói chung là băng ở nhà em tự em thu từ YouTube xuống thôi. Chất lượng thì nó cũng nghe ok thôi, chứ mình cũng không dám đánh giá là tốt hay là như gì. Ca khúc là Vạn Lối Sầu ha, của ca sĩ Thúy Hà. Like. Bạn là nội trợ hay sinh viên? Mọi thông tin bạn cần luôn đầy ắp trên VOV. Tin tức thời sự, chính trị, các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa xã hội sẽ có trên kênh thời sự VOV1. VOV2, kênh văn hóa xã hội phản ánh mọi khía cạnh của cuộc sống, cung cấp góc nhìn đa chiều về các vấn đề văn hóa, khoa giáo và đời sống đang được quan tâm. Các chương trình giải trí về những giai điệu dân ca ấm áp tình. Đường vắng không anh, đường ngoài kia gió lạnh đầu mình. Anh em lưu ý giúp em ha. Thì cái volume này á, là cái bộ trộn ha. Cái bộ trộn để mình sử dụng giữa cassette và radio ha. Cho nên là khi
khi mình sử dụng á, khi mình sử dụng á thì mình nghe các cassette á thì mình gạt hết về phía bên tay trái ha. Gạt hết về phía bên tay trái. Đấy. Còn khi mình gạt lên ở giữa này á thì nó sẽ trộn giữa các cassette và radio ha. Hả? Cái này là những cái bộ phận của trộn để khi mình ghi âm ngày xưa thôi. Anh em không sử dụng thì mình cứ để hết về phía bên này để mình chơi cassette nha. Nhớ mãi hẹn thề xưa năm nào anh còn nhớ hay quên. Đêm đêm giá lạnh từng rồi bây giờ em mới trợ giúp cho anh em thêm chút xíu nữa là cái còn gạt bộ trộn này, nếu mình muốn sử dụng tốt nhất thì mình cũng gạt hết về bên này, mình tắt cái chế độ trộn ha, thì cái nút này nó không còn tác dụng nữa, nó không còn tác dụng của radio nữa, cho nên là mình rất là dễ sử dụng ha. Nó quan trọng là cái nút dưới cùng đấy, gọi nhau lạc lối. Tình yêu đó đến bao giờ ta có được? Dòng đời bao xuôi ngược thôi đành mãi xa nhau. Test chỗ số 1 ha, tạm dừng nè. Top nè. Tôi tới tôi lùi rất là tốt. Rồi em sẽ chuyển qua cửa số 2. Đây nè. Bây giờ đường vắng không anh, đường ngoài kia gió lạnh đầu manh. Đêm ngày lùi thề chờ nhau một thuở. Đường sương gió gót chân mòn trên lối nhỏ, gục đầu trong sương lạnh. Ôi đời sao quá chơi vơi. Hàng cây già còn nhớ không anh, chiều mưa bay gió lạnh vai mềm. Phố buồn ve sầu gọi nhau phượng nở. Hình bóng đó dấu xa rồi xin nhớ mãi. Hẹn thề xưa năm nào anh còn nhớ hay quên. Tạm dừng nè. Tớp nè, tua nè. Cơ con này thì toàn bộ là cơ sắt ha, nồi đồng cối đá rồi. Nhưng mà trong quá trình dọn thì anh em lưu ý ha, thì cơ chạy chuẩn và bền hay không này nó phụ thuộc vào những cái cốt cao su. Ở cái cốt cao su ở giữa cái trục cáp tăng nè và cái bánh đá cao su thì bắt buộc là mình phải dọn thay mới những cái phần cao su đó thì về anh em chơi nó mới bền được, chứ không độ chế nha anh em, không độ chế ha. Tại vì cái cốt cao su này thường nếu như mà mình mua không có thì bắt buộc là phải độ ha. Và anh em là hiện tại là mình đi săn lùng, mình đặt mình mua được cái những cái cốt cao su, cho nên mình bỏ vào nó như zin, nó chạy độ bền nó rất là cao và cái độ đàn hồi nó có, cho nên là âm thanh nó rất là chuẩn. Đấy. Rồi em sẽ test phần radio, mình chỉnh nhỏ volume lại xíu ha. Radio thì mình mở nguồn lên nè, đây, đấy mở nguồn lên nè. Rồi giờ mình chuyển qua radio. Anh em lưu ý ha, con này mà để nghe radio và nghe vào FM thì tuyệt vời luôn. Nó bắt đài cực kỳ nét luôn, nó bắt đài rất nét và nó có nhiều cái chế độ ha. Cái chế độ đầu tiên ha, cái chế độ đầu tiên này. Đó, cái chế độ đầu tiên là khi mà mình chỉnh á thì nó sẽ không có tiếng soi ha. Nó không có tiếng soi nè, đấy, nó không có tiếng soi. Khi mà vô kênh thì nó sẽ nói thôi chứ không có tiếng soi nè. Cái chế độ thứ hai là nó soi ha. Đấy, nó có tới 3 chế độ nha.
ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 tại Việt Nam. Đề nghị hai bên phối hợp phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ đô la. Hadiha Nukara. Ở đây tới đây không là ba đài rồi. Tất những tình cảm của tôi. Điệp qua chỉ mong những đài nè. Những chất liệu rất là độc đáo. 6 đài nè. 7 đài nè. 8 đài nè. Đấy, hiện tại là nó bắt 8 đài. Cực kỳ nét luôn. Thì anh em muốn nghe đài nào thì anh em tự chỉnh. Còn tùy vào cái khung giờ nữa. Bây giờ thì nó cũng tầm khoảng 10 giờ hơn rồi. Đó. Rồi em chuyển qua AM nha. Phần AM vô đài cũng rất là tốt nha. Nhưng mà phần AM thì anh em muốn bắt đài rõ thì mình canh cái giờ thời sự ha. Giờ những cái tầm khoảng 0 giờ, 6 giờ, 7 giờ thì nó bắt đài rất là nét. Và đa phần thì AM thì nó phụ thuộc vào cái nơi mình để chiếc đài nữa ha. À, rồi thì em đã giới thiệu xong cái con sáp ha, 828 thì cái dòng là dòng cao cấp của hãng sáp nhưng mà giá thành cực kỳ bình dân ha, giá 1.800.000. Nó chơi được cassette radio FM 108 và LX nha. Máy thì trong phân khúc nồi đồng cối đá, chất âm rất là hay, độ bền cao, cơ thì bền bỉ theo thời gian ha. Tất cả những cái phần mạch và ruột gan loa đều rất là đẹp ha. Anh em quan tâm thì có thể liên hệ em qua số điện thoại hoặc là kết bạn Zalo để em gửi thêm một số hình ảnh chi tiết máy bên ngoài và bên trong. Và anh em mình có thể giao dịch qua Zalo cũng được ha. Rồi, em xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã bỏ chút ít thời gian để theo dõi hết cái video em giới thiệu cái chiếc máy ngày hôm nay. Em xin tạm dừng cái video ở đây nha.